Chào mừng bạn đã đến với tab game của Anti Stress Buddy ngày hôm nay. Tôi sẽ chơi Scary Teacher, Granny Christmas, GTA cùng một số game khác. Mời bạn đón xem. Chơi chapter này nhiều rồi. Under my spell cũng chơi nhiều rồi. Chơi pop tart này đi. Chris đã đi ra khỏi nhà bếp và đây cơ hội của mình. Tép hoặc là keo, mua bằng dính hoặc là keo nha, không cần phải mua cả hai đâu. Rồi bây giờ thì té. Ôi trời, chết rồi, nhầm rồi. Rồi chết, quên lại để luôn cả hai cái ở đấy lộ. Misty muốn làm cân ư? Trôn bà ta nào. Like I said, piece of cake. I can't quit now. How can I deny this world? Một cái kim cắt dây còn đang tay nhá, mình mua tay. Mình đeo cái tay xưa nhỉ. Ok, mình sẽ cắt dây đỏ và dây xanh của quân không hiểu không, cắt dây đỏ và dây xanh này cắt lại. Đó. Thank you.
Why is this so fast? Oh, why is this button not working? Ooh. Oh, my head. Sang game tiếp theo là Wendy Christmas. Để bắt đầu thôi. Trên nhà vệ sinh trước này. Không có gì. À, có ngay weapon key nha. Game dễ, game là dễ. Đến là đón. Đâu rồi? Tải ở đây phát. Ui. It's you, Tommy ain't here.
But he left one of his sugary love letters for you. We're at war. The Triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. The laundry still owes us protection. They reckon the Triads are protecting them now, so I say we exact a fitting punishment. Take those boys over and whack the Triad warlords. Hell, if you get a chance, pop some of their soldiers, too. I man say there's too much spag business of Guam. Okay, dẫn những người nghe đi đánh nhau bang hội nào. Mày này. Đó, vẫn giữ được đàn em mà không không mất máu nào nhá. Ok, đi thôi anh em. Được chưa? Hơi đau quá. Đi rồi anh em. Ê, đây. Mày. Lại đây. Lúc tìm mãi không thấy, lúc thì là đúng. Con xe này mình dễ dàng trà trộn vào trong khu vực của bọn Triad. Đồng hết bọn này đi. Quá dễ luôn. Mẹ con. Ôi mày còn để xuống đấy. Bắn nhau nữa là chịu rồi. Chán sống rồi. Tội mình chịu không? Ta nhặt máu ra. Okay, I've had enough of this shit. We're gonna finish the Triads and Liberty once and for all. Eight Ball's rigged a dust cart with a bomb. It's on a timer, so if you mess up, there'll be no evidence. Go and pick up the dust cart. Careful. Eight Ball says it's real sensitive. The slightest bump could set that thing off. Their fish factory will open its gates for a dust cart, so you can drive right in. Park up between the gas canisters and get the hell out of there. I want it to rain mackerel. We're talking real biblical here.
Nothing low budget. Đến ở chỗ Apple, bọn chuyên cài bom vào xe đây, nó cho nổ cái xưởng của bọn Triad vừa nãy, bị giật luôn. Đúng nhỉ? Exactly, Laszlo. I know what you are like. I see it in your eyes. A wanderer. A dreamer. A man who has needs, but an idiot. And I can save you. And I can save your marriage. My marriage doesn't need saving. Hey, you are the one mentioning the radio system and the office furniture and the Icarama, my friend. Listen, Laszlo. And listen very closely. Your marriage is a gift. It's a present from above. But you are a man. I think we see by now you are no angel. I can save you. For when the man, he sees wife all fat, all ugly, with the dirty diapers and the dirty bangs and the scrubbing brush and who knows what else, he's not thinking marriage, bang. He's thinking about, well, you thinking about your pretty assistant. We already know that, see? Go on. But Laszlo, what if you act on your fantasy for your little secretary with the short skirt and the pretty eyes and the demeanor, the smile and... What then, my friend? What then? I get a sexual harassment suit. If you are lucky, my friend. But you, more likely, your marriage is broken. Your sweetheart, he hates you. Your pretty secretary, she wants you to be her man. Your back is too square. My friend, you and 1,000 men like you. For thế me, tôi... once it was so. Tự nhiên but then one day, đường. I'm driving my không... car. And I realized, Fernando, you are blessed. You are a miracle. 1,000 miracles roll into one. You save the marriage, and you save the man. You don't put the marriage first, and you don't put the man first. Maybe we call it man marriage. Then I think to myself, no, this is a bad name. It sounds really dumb. Then I think we call it Fernando's New Beginnings, because that is what it means, a new beginning, Laszlo. So how does this work? It is a miracle, Laszlo, a miracle. A man is a good father, a loving husband, the winner of bread 6.5 days a week. And the spare half day, I save his life. How? By giving him what he needs. Gõ sang game tiếp theo nha. Thank you.
anh nữa. Tiếp theo nha. Đeo mặt nạ à? Xương sầu thì lại hết đây. Quật hết. Ô. Trượt kìa. Ơ. Hài chưa? Biết. Lại đây. Này thì... Đấy, rời ngay dìu. Ngon quá. Ô, còn rơi gì nữa đấy? Nothing. Tiếp theo.
chơi một chìa khóa này. Sao tụ tập hết đây vậy? Thank you.